Hello, xin chào mọi người nhé. Mùa có người mùa. Giới thiệu các bạn lô đất cực đẹp các bạn nhé. 650 m² dựa núi các bạn nhé. Đây là núi này, dựa núi. Đó, 650 m², ngang là 14 m các bạn nhé. Ngang 14 m. Đây là lô đất đây các bạn. Núi đây các bạn này. Đấy, nhìn xuống dưới này. Đường rất rộng, đường rộng rãi này. Đấy. Trong này rất nhiều dân Hà Nội vào đây làm nhà các bạn nhé. Đây. Đây, nhà nào làm cái biệt thự rất đẹp các bạn này. Đây. Đấy, biệt thự đây các bạn này. Đấy. Rất đẹp luôn. Ủa, trong này mấy cái biệt thự này các bạn ạ. Đường rất rộng đẹp các bạn. Đây, đường rộng đẹp các bạn này. Đấy. Trong này có biệt thự rất đẹp các bạn. Đường to rộng. Đúng giữa núi đẹp nhé. Yeah. Này có núi. Kia chơi cái gì kiểu ấy nhỉ? Nhà. Nhà ở tùm. Hả? Tùm của cái nhà này. Lô đất đây. Ngang 14 m. Quá đẹp. Đường rộng rãi. Gần đường nhựa. Cách đường nhựa có tí thôi. Từ đây ra đường nhựa chắc 200 m nhỉ. 200 m.